Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày 10 Tây tháng 7 năm 2020 Và là ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ ở Việt Nam Lúc mà thời là video này là ngày thứ bảy Cho nên trước hết thì muốn chúc các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ Và trước khi mà chúng ta bước vào cuối tuần Thì tôi muốn đem đến cho bạn một số những thông tin Liên quan tới thị trường crypto cũng như là thị trường tài chính Và thật ra các bạn cũng đã thấy được là cái sự quan hệ giữa thị trường crypto và thị trường tài chính càng ngày lại càng sát với nhau chúng ta nhìn vào tình hình Bitcoin hiện tại thì các bạn thấy được là giá BTC bây giờ vẫn xoay quanh cái mức là khoảng chừng 9.200 đô thực ra trong dòng bao nhiêu tuần qua các bạn thấy là cái giá cả đi trong cái phạm vi rất là nhỏ và chúng ta vẫn chưa một lần nữa thử lại cái mức 10.000 đô cái lần cuối cùng mà giá Bitcoin tăng nhanh lên muốn thử cái mức 10.000 đô đã là cái thời điểm khoảng chừng là ngày 2 tây tháng 6 có nghĩa là hơn một tháng trước đây thì chúng ta thấy là cuối cùng thì giá Bitcoin cũng đã đi ngược trở xuống và nhiều bạn thì có thể cảm thấy là cái thời gian này đối với Bitcoin thì cũng có một chút buồn chán nhưng mà đối với là altcoin thì nhiều bạn có thể cảm thấy được là có nhiều altcoin đang có sự tăng trưởng mạnh có phải là chúng ta bước vào mùa altcoin hay là không giống như là chúng ta có cảm giác như mà nào mà đã ở trong thị trường này năm 2017 thì có thể là nhiều bạn nói là cái cảm giác cũng tương tự như là năm 2017 thì đây sẽ là một số những cái tài liệu thủ muốn đem đến cho các bạn thì trước hết đúng là trong thời gian khoảng chừng là mấy tuần qua thì chúng ta thấy là giá cái BTC rất là nhàm chán và mỗi một lần mà chúng ta thấy là giá cả dao động mạnh thì để thường chia sẻ với các bạn một cái thuyết được chia sẻ bởi Carter Thomas uh, ở trên Twitter thì Carter Thomas đưa ra cái hình này đây là cái hình ở trên uh, sàn BitMax đây là cái hình mỗi một cái ngọn nến là một ngày, thì chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này, cái đường màu đỏ này đó chính là giá cả của BTC và cái đường màu trắng phía dưới đó chính là mỗi lần mà BTC giao động mạnh khi mà cái đường màu trắng đi lên, có nghĩa là BTC giao động mạnh thì phần lớn các bạn thấy được là mỗi lần mà giá cả giao động mạnh thì giá cả lại đi trở xuống cho nên chúng ta cần phải cẩn thận các bạn mong muốn một điều gì quá có thể là khi điều đó đến thì không như là ý muốn của các bạn như là các bạn mong muốn là giá BTC có cái sự di chuyển mạnh nhưng mà khi mà sự di chuyển nó xảy ra thì có thể là giá cả lại đi trở xuống và đương nhiên cái tài liệu liên quan tới cái sự dao động giá của BTC là một tài liệu các bạn có thể lấy được ở trên những trang web như là choice uh, charge.wubo.com đây thì cũng là một cái tài liệu tương tự đây là cái tài liệu liên quan tới sự dao động giá mỗi 90 ngày cái đường màu đỏ phía dưới này và cái đường màu vàng đó chính là giá của BTC thì bạn cũng có thể thấy được là cái điều tương tự cũng đã xảy ra mỗi lần mà cái sự dao động giá nó tăng lên thì giá BTC là phần lớn không phải là lúc nào cũng vậy nhưng mà phần lớn là giá BTC là đi trở xuống Bây giờ thì chúng ta hãy nói tới cái sự tương quan giữa Bitcoin và S&P 500 chứng khoán của Hoa Kỳ. Nếu như mà cái sự tương quan mật thiết thì kế tiếp chúng ta sẽ thấy được những gì trong thị trường của chứng khoán và điều đó có nghĩa như thế nào đối với tình hình của BTC. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Gần đây thì chúng ta nhận được rất nhiều những cái bài viết liên quan tới cái sự tương quan giữa giá cả của BTC và chỉ số S&P 500 chứng khoán của Hoa Kỳ. Thì các bạn thấy được đây là một điều mà cũng không có gì gọi là quá lạ đối với những bạn nào mà thường xuyên xem kênh của thùng Capital. Tại vì chúng ta cũng đã nói tới cái tình hình này trong vòng mấy tuần qua, nhưng mà chỉ vài ngày nay chúng ta nghe nói tới nhiều hơn trên những cái trang web liên quan tới crypto. Và chúng ta cũng thường nhìn vào chỉ số của hợp đồng tương lai của chứng khoán của Hoa Kỳ chủ nhật. Các bạn có thể biết là mở cửa chủ nhật là khoảng chừng là 2 giờ rưỡi chiều giờ Cali thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được là chỉ số hợp đồng tương lai chứng khoán sẽ mở cửa. Chúng ta thường nhìn vào là cái giá mở cửa như thế nào để coi coi là BTC có đi theo xu hướng đó hay là không sau một tuần im lặng. Thì chúng ta hãy nhìn vào bài viết này, bài viết này cũng chia sẻ nhiều tài liệu mình cũng thấy là cũng rất hữu ích để các bạn hiểu được là tình hình bây giờ như thế nào mà nếu chúng ta nói là BTC sẽ đi theo thị trường chứng khoán thì kế tiếp sẽ ra sao? Chúng ta trước hết nhìn vào cái sự tương quan giữa BTC và S&P 500 như thế nào thì các bạn thấy được là bài viết này chỉ ra được là khi chúng ta tính theo hàng năm thì cái sự tương quan bây giờ là 0.367 thì 0.367 nghĩa là sao? Trước hết đây là cái sự tương quan dương có nghĩa là đi cùng một xu hướng BTC tăng thì S&P 500 tăng và BTC giảm thì S&P 500 giảm đó chính là tương quan dương bây giờ cái tương quan dương này là cái tốc độ tương quan như thế nào có nghĩa là cái sự quan hệ mật thiết như thế nào thì chỉ là 0,367 0,367 như là sao có nghĩa là đối với thuận thì vẫn chưa phải là một cái sự tương quan cực kỳ mạnh tại vì tương quan mạnh là một có nghĩa là sao có nghĩa là cả hai thị trường cùng đi một xu hướng cùng đi một nhịp và cùng đi theo một tốc độ có nghĩa là một trên một bây giờ chỉ là 0,367 cho nên đối với lại thuận vẫn chưa phải là mạnh lắm nhưng mà chúng ta nhìn vào lịch sử của BTC thì thật ra mà nói tính theo hàng năm thì đây là một sự tương quan rất là mạnh các bạn thấy được là đây là cái biểu đồ liên quan tới cái phần trăm tương quan thì bây giờ là 0,36 là rất là cao so với lịch sử của BTC từ khi ra đời cho tới bây giờ và khi chúng ta nhìn vào cái thời gian ngắn hạn hơn như là tính theo là hàng tuần thì bài viết này trên CoinDesk nói sự tương quan còn mạnh hơn 0.36 rất là nhiều đó chính là 0.79 0.79 là gần như là 0.8 có nghĩa là sự tương quan cực kỳ mạnh thì có một số điều thường muốn nói với các bạn khi chúng ta nhìn vào những cái chỉ số liên quan này trước hết là các bạn nhìn vào tình hình của BTC từ khi ra cho tới bây giờ thì rất rõ ràng là Bitcoin không có lịch sử đi theo chứng khoán lâu dài có nghĩa là sao các bạn nhìn vào cái đường màu đỏ này có lúc là các bạn thấy được là cái đường màu đỏ này là nằm ở con số dương Có lúc là con số âm Con số dương nghĩa là sao chúng ta mới vừa nói tới Nghĩa là tương quan dương đi cùng một xu hướng Nhưng mà chúng ta nói tới là tương quan âm Nghĩa là cả hai đều đi ngược xu hướng Có nghĩa là BTC tăng thì S&P 500 đi xuống Và ngược lại S&P 500 tăng thì BTC đi xuống Như chúng ta thấy là năm 2014 Tương quan âm đã diễn ra và năm 2015 thì tương quan dương. Cho nên trong lịch sử các bạn thấy được là BTC không có đi theo cùng một xu hướng với S&P 500 lâu dài. Nhưng mà gần đây thì lại đi theo cùng một xu hướng và đi theo chặt chẽ hơn. Tại sao? Thì có một số lý do mà chúng ta cũng đã từng nói đến trên channel này và đây cũng là những lý do được đưa ra bởi Condes. Đầu tiên hết chúng ta sẽ nói tới cái tình hình mà ai cũng biết đó chính là tình hình dịch bệnh thì khi mà chúng ta thấy một cái cuộc khủng hoảng xảy ra tại vì dịch bệnh thì khi mà vừa xảy ra có nghĩa là lúc Hoa Kỳ bắt đầu là quan tâm đến là khoảng chừng là tháng 2, tháng 3 thì lúc đó các bạn thấy được là những nhà đầu tư là đang hoảng loạn họ chưa biết được tình hình sẽ như thế nào chúng ta mới bắt đầu nhận được những tin tức là tiểu bang này đóng cửa, tiểu bang kia đóng cửa và hầu như là kinh tế bị tê liệt trong vòng mấy tuần đó không ai biết được là sẽ tê liệt bao nhiêu lâu và tình hình như thế nào thì trong tình hình đó nhiều nhà đầu tư sẽ rất là hoảng loạn và họ cần tiền mặt cho nên họ sẽ bán hết những tài sản của mình trong đó chúng ta thấy được là có vàng có bitcoin có cổ phiếu có trái phiếu đó là lý do tại sao mà khi mà chúng ta nhận được tin tức liên quan tới dịch bệnh đang bùng nổ tại hoa kỳ thì tất cả tài sản đều đi xuống cùng một lượt tại vì những nhà đầu tư họ cần tiền mặt có thể là họ cần tiền mặt để mà tiếp tục kinh doanh tại vì khi mà họ đóng cửa kinh doanh họ vẫn phải trả tiền mướn nhà họ vẫn cần phải trả tiền để mà mướn mặt bằng và rất nhiều tiền họ cần phải trả cho nên họ cần phải có tiền để mà tiếp tục kinh doanh hay là người dân bình thường có thể là họ có một số tiền đầu tư vào trong nhiều thị trường như là thị trường vàng, thị trường chứng khoán thậm chí là BTC nhưng mà bây giờ họ đang thất nghiệp cho nên họ cần phải bán cái số tài sản đó để mà lấy tiền mặt để cho họ an tâm hơn. Đây là cái tình hình khi các bạn thấy được là dịch bệnh xảy ra thì tất cả đều đi xuống cùng một cái xu hướng. Nhưng mà sau đó thì các bạn thấy được là trong vòng khoảng chừng là 1 2 tuần nay, các bạn đã thấy được cái sự tách rời của thị trường vàng ra khỏi xu hướng chung đó nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy BTC tách rời và đối với thuận đây chỉ là cái tình hình sớm muộn sớm muộn gì BTC cũng sẽ tách rời ra khỏi cái xu hướng chung của thị trường chứng khoán nhưng mà bây giờ vẫn quan hệ rất mật thiết thì nhiều người nói là tại sao lại quan hệ mật thiết mà càng ngày lại càng mật thiết hơn thì có một số những cái giả thuyết được đưa ra một trong những giả thuyết đó đó chính là càng ngày các bạn thấy được là thị trường Bitcoin này càng có nhiều người từ thị trường tài chính truyền thống tham gia vào Chúng ta cũng đã từng nói tới những nhà đầu tư nổi tiếng như là Paul Tudor Jones hay là các bạn thấy được là Robert Kiyosaki cũng đã tham gia vào thị trường rất là mạnh và những cái người này cũng đã tham gia vào thị trường tài chính lâu dài cho nên càng nhiều người tham gia vào thị trường crypto từ thị trường tài chính truyền thống thì lúc đó sự quan hệ càng mật thiết hơn tại vì các bạn thấy là chỉ là một dòng tiền cho nên dòng tiền đó chảy về đâu thì lúc đó các bạn thấy là sự tương quan sẽ càng mạnh hơn như các bạn thấy. Một điều nữa đó chính là những nhà đầu tư bình thường thì càng ngày các bạn thấy là càng có nhiều bài viết được chia sẻ trên những trang web tài chính truyền thống như là Yahoo Finance hay chúng ta thấy những bài viết ở trên Forbes và những bài viết ở trên Market Watch có rất nhiều và rất nhiều những bài viết được viết về thị trường crypto trên những cái trang web tài chính truyền thống và hầu như là ngày nào, tuần nào, cnbc và những cái đài liên quan tới tài chính cũng nói về tình hình bitcoin và tình hình crypto nói chung thì càng nhiều người càng nghe nhiều thì họ sẽ càng có hứng thú để mà tìm hiểu tham gia vào thị trường này. Đó cũng là một cái lý do ngoài chỉ những nhà đầu tư lớn chúng ta sẽ thấy càng ngày lại càng có nhiều nhà đầu tư nhỏ tham gia vào thị crypto và cũng một cái lý do đó cùng một nguồn tiền cho nên sự tương quan sẽ rất là mạnh đây là một số những cái lý do tại sao chúng ta thấy là càng ngày sự tương quan sẽ càng mạnh hơn nhưng mà sẽ tương quan cho đến khi nào Bitcoin chứng minh được là một loại tài sản như là một cái vàng điện tử bây giờ Bitcoin vẫn chưa chứng minh được điều đó Bitcoin bây giờ chỉ chứng minh được là một cái công cụ đầu tư mà có thể có được lợi nhuận cao đây là cái sức hút của Bitcoin ở trong thị trường tài chính hiện tại chứ thực sự mà nói là nói về bao nhiêu nhà đầu tư truyền thống mà nghĩ tới Bitcoin như là một cái loại tài sản lưu trữ an toàn như là vàng thì nghĩ là không có là bao nhiêu. Chúng ta vẫn có rất nhiều người tin tưởng vào điều này cho nên các bạn thấy là cái số lượng người mua Bitcoin mà không di chuyển hơn 12 tháng càng ngày càng tăng lên. Nhưng mà thật ra số đông vẫn không có cái suy nghĩ đó, họ vẫn coi Bitcoin như là một cái công cụ có thể kiếm tiền được trong thị trường tài chính. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy nói tới là chúng ta đã biết cái sự tương quan có thể là càng ngày càng mạnh hơn thì điều này có nghĩa như thế nào đối với tương lai của BTC trong thời gian gần thì trước hết chúng ta phải nghĩ tới là chứng khoán sẽ ra sao có những yếu tố nào chúng ta cần phải quan tâm tới thì có một số những tài liệu mình cảm thấy rất thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn đây là một bài viết khác ở trên Coindesk liên quan tới tình hình của Fed hiện tại có nghĩa là cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ họ đã làm những gì trong thời gian gần đây thì chúng ta cũng đã biết là khi mà dịch bệnh xảy ra thì Fed đã liên tục in tiền và giảm lãi suất giảm xuống còn 0% thực ra là 0 đến 0,25% nhưng mà chúng ta nói là 0% cho dễ hiểu và cộng vào đó là Fed dùng tiền của mình để mà mua lại rất nhiều những trái phiếu và khi mà họ mua trái phiếu đó thì trái phiếu đó sẽ được ghi vào sổ sách của Fed là một tài sản cho nên người ta gọi là Fed Balance Sheet nhưng mà thật ra tài sản mà họ ghi vào trong danh sách của họ đó là giấy nợ tại vì các bạn cũng đã biết là trái phiếu đó chính là cái giấy ghi nợ từ công ty hay là chúng ta nói tới công trái phiếu đó chính là giấy ghi nợ từ chính phủ thì Fed đã mua lại rất nhiều giấy nợ tại sao tại vì họ cần phải bơm tiền vào trong thị trường tín dụng trong thời kỳ mà khủng hoảng thì trái phiếu sẽ rất khó bán tại vì các bạn thấy là mạnh nay thì tự lưu trữ tự bảo quản tiền của mình và tự tìm cách để mà tiếp tục kinh doanh qua được dịch bệnh này thì tính tiếp bởi vì trong cái tình hình đó thì không ai muốn đưa tiền của mình để mà mua lại giấy nợ của người khác tại vì bản thân của công ty đó có thể là cần tiền mặt cho nên không có lý do gì mà dùng tiền mặt của mình để mà mua lại nợ của công ty khác cho nên Fed phải tham gia vào và bơm tiền vào thị trường tín dụng để mà cứu vãn tình hình thì chúng ta thấy được là trong thời gian gần đây cái số nợ mà Fed mua lại đã giảm xuống có nghĩa là họ đã từ từ uh, bán đi cái số nợ đó hay là họ đòi lại cái số tiền đó cho nên cái số nợ mà Fed đang ghi ở trong danh sách của mình đã giảm xuống và đã giảm xuống 88 tỷ có nghĩa là xuống 1,5% cái số nợ trên danh sách của Fed bây giờ cái số trái phiếu trên danh sách của Fed bây giờ là 6,97 nghìn tỷ so với lại uh, khoảng chừng là đầu tháng 6 cách đây hơn một tháng là 7,16 nghìn tỷ, có nghĩa là đã đi xuống con số cũng rất là nhiều. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là Fed đã bắt đầu là giảm đi cái việc bơm tiền vào trong thị trường tín dụng. Thì nhiều người nhìn vào tài liệu này thì sẽ nghĩ là nếu như mà Fed giảm đi cái việc bơm tiền vào trong thị trường tín dụng thì sẽ ra sao đối với chứng khoán và ảnh hưởng như thế nào đối với BTC? Thì nhiều người sẽ nghĩ theo hai cách. Một cách đầu tiên là họ sẽ nghĩ là đây là một dấu hiệu tốt đương nhiên khi mà Fed giảm đi việc bơm tiền vào trong thị trường tín dụng có nghĩa là mua lại trái phiếu, mua lại giấy nợ của những công ty khác có nghĩa là những công ty đó hay là thậm chí là chính phủ của Hoa Kỳ đã không cần phải tiếp tục mượn nợ tình hình đã đỡ hơn là cách đây một hai tháng đó là một cách suy nghĩ và đương nhiên nếu như mà chúng ta nhìn vào cách suy nghĩ đó thì chứng khoán trong tương lai sẽ ổn định lại và có thể là có sự tăng trưởng kế tiếp và BTC nếu như mà đi cùng một dịp với chứng khoán thì sẽ tăng theo nhưng mà một cách suy nghĩ khác nữa đó chính là khi mà Fed bắt đầu ngưng lại tại vì họ không muốn tiếp tục uh, mua thêm nợ vào trong danh sách có thể là đây sẽ trở thành một số nợ xấu hoặc không có nợ, uh, đòi được và các bạn thấy là fed in tiền thì in ra tiền thì đương nhiên sẽ có tác dụng phụ sẽ dẫn đến việc là càng ngày lại có càng nhiều đồng đô la hơn dẫn tới việc là đồng đô la bị mất giá lạm phát sẽ xảy ra đây là một nguy cơ mà fed cần phải cân nhắc và cân bằng giữa việc là in tiền để mà kích thích kinh tế và việc liên quan tới cái tai hại sau này của việc in quá nhiều tiền và nhiều người có thể cho là đây là một dấu hiệu có thể là không tốt tại vì Fed có thể là có cái sự lo ngại liên quan tới lạm phát sau này cho nên đã giảm đi và nếu như mà Fed giảm đi Fed bây giờ coi như là một đơn vị mà thâu tóm cái thị trường nếu như mà Fed giảm đi mà bây giờ là những công ty này là sống sót là tại vì nhờ cái số tiền mà Fed bơm vào trong thị trường thì tình hình sẽ rất là tệ đây là hai cách suy nghĩ cho mình nghĩ sao thì bạn hãy comment ở phía dưới nhưng mà trước khi mà các bạn đưa ra quyết định thì để thường chia sẻ thêm một số những cái tài liệu liên quan tới Fed để các bạn hiểu thêm về cái tình hình hiện tại. Đây là cái biểu đồ được chia sẻ bởi San Louis Fed cùng chính liên bang của Hoa Kỳ ở San Louis thì các bạn thấy là cái đường màu xanh này đó chính là bao nhiêu tài sản thực ra cái tài sản chúng ta nói đây đó chính là cái giấy nợ mà Fed mua có nghĩa là trái phiếu thì từ từ bắt đầu là các bạn thấy là đã giảm xuống một phần từ tháng 6 đến tháng 7 cái đường màu đỏ này đó chính là chỉ số S&P 500 và cái đường màu xanh lá cây này đó chính là giá cả của BTC. Thì các bạn thấy được là BTC với lại S&P 500 là từ đầu năm 2020 cho đến bây giờ là đi cùng một xu hướng, đi cùng một nhịp như chúng ta mới vừa nói tới. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số những điều mà Fed đã làm. Đó chính là một hoạt động gọi là dollar swap. Thì hoạt động dollar swap này là hoạt động như thế nào? Đây chính là chúng ta có thể nghĩ đây là một cái đường dây mà đổi đồng quốc gia của một quốc gia nào đó thành đồng đô la thì để tôi giải thích rõ ràng hơn để các bạn hiểu là khi mà tình hình khủng hoảng xảy ra như là năm 2008, năm 2009 và tình hình mà xảy ra trong năm nay liên quan đến dịch bệnh thì một sự việc sẽ xảy ra đối với nhiều quốc gia đó chính là cái sự thiếu thốn về đồng đô la. Tại sao? Tại vì khi mà dịch bệnh xảy ra thì các bạn thấy là mạnh nước nào thì in tiền nước đó. Các ngân hàng trung ương không chỉ riêng là Cục chỉ liên bang là giảm lãi suất xuống, khiến cho nhiều người là mất lòng tin đối với tiền pháp định của quốc gia đó. Các bạn thấy được là tại sao mà Fed không lo ngại về việc lạm phát hay là đồng đô la bị mất giá hay là bị mất cái vị trí đứng đầu của mình. Tại vì tuy là Fed in tiền, tuy là Fed đưa ra những cái chiến lược liên quan tới tiền tệ mà nhiều người cho là sẽ dẫn đến đồng đô la uh, bị yếu đi sau này nhưng mà thật ra các bạn thấy được là cái nhu cầu có được đồng đô la rất là cao từ nhiều quốc gia và khi mà dịch định xảy ra thì người dân thậm chí là nhiều những cái doanh nghiệp họ chỉ cần đồng đô la họ không có cần lưu trữ tiền pháp định của mình dẫn đến việc kinh tế bị tắc nghẽn tại vì có thể là nhiều người khi mà họ xuất nhập khẩu hàng hóa thì họ lại đòi hỏi là được thanh toán bằng đồng đô la nhưng mà đồng đô la trong quốc gia đó lại không có đủ hiện tại thì trong cái trường hợp khẩn cấp này cùng với liên bang hoa kỳ đã mở ra một cái đường để mà trao đổi và cái đường trao đổi đồng pháp định này là cho chín quốc gia đó chính là brazil nam hàng mexico singapore thụy sĩ denmark norway và New Zealand và tổng số tiền mà Fed cho trao đổi có nghĩa là Fed sẽ mua lại đồng pháp định trực tiếp từ quốc gia đó và trao đổi qua đồng đô la để mà bơm thêm đồng đô la vào những quốc gia này. Thì Fed đã mở cái đường dây này để mà cứu vãn cái tình hình ở thời điểm đó để mà những cái giao dịch có thể là lưu thông được và nhu cầu lưu trữ đồng USD sẽ được đáp ứng. Và tin tức chúng ta nhận được là Fed đã giảm đi 40 tỷ trong cái số lượng mà họ mua lại từ những quốc gia đó cũng là một cái dấu hiệu mà nhiều người cho là tốt đối với tình hình của kinh tế thế giới nói chung tại vì khi mà cái nhu cầu lưu trữ đồng đô la giảm đi có nghĩa là cái tình hình kinh tế của quốc gia cũng đã đỡ hơn trước đây khi mà tình hình không ổn thì nhiều người sẽ bỏ đồng pháp định của mình và chỉ muốn lưu trữ đồng đô la tại vì đồng đô la vẫn là cái đồng mà cả thế giới coi như là đồng dự trữ chứ không phải như là nhiều tiền pháp định khác và nếu như mà cái nhu cầu lưu trữ đồng dự trữ giảm xuống có nghĩa là kinh tế đã có cái sự hồi phục trở lại đây là một dấu hiệu mà nhiều người cho là rất tốt đối với thị trường chứng khoán nói chung không chỉ riêng là ở Hoa Kỳ mà trên cả thế giới và đương nhiên các bạn thấy được là chứng khoán của Hoa Kỳ là có sự liên quan mật thiết đối với việc những công ty ở Hoa Kỳ làm ăn với lại thế giới như thế nào, kinh tế hồi phục thì đương nhiên là chứng khoán sẽ tăng lên. Đây là cái dấu hiệu thứ nhì. Và dấu hiệu thứ ba nữa đó chính là việc liên quan đến Ripple. Chúng ta có nói tới là hoạt động Ripple của Fed hoạt động như thế nào. Ripple có nghĩa là sao để chúng ta hiểu rõ hơn thì Ripple là một hoạt động bơm tiền qua đêm nghĩa là sao? Tại vì các bạn thấy được là mỗi ngân hàng khi mà họ hoạt động thì ngân hàng đó trong cái uh, ngân khố họ phải có một cái con số tiền ấn định. Nếu như mà họ không có đủ số tiền đó trong ngân khố, đó là cái số tiền tối thiểu để mà họ hoạt động. Nếu như không có thì họ sẽ bị vi phạm một số luật. Và trong cái tình hình bình thường thì thực ra mà nói là những cái ngân hàng họ có bao nhiêu tiền thì họ muốn là sẽ cho vay hết tất cả số tiền đó và chỉ lưu trữ cái số tiền thấp nhất cần thiết để mà tiếp tục kinh doanh chứ họ đương nhiên là không muốn lưu trữ tiền trong ngân hàng của mình nếu như mà họ lưu trữ nhiều tiền mặt thì không có lãi họ phải cho người dân mượn cho nên họ sẽ cho mượn sát với về cái số tiền mà họ cần phải lưu trữ tối thiểu và nhiều ngân hàng thì vì một lý do này hay vì lý do khác có thể là cuối ngày họ lại thấy được là cái số tiền tối thiểu đó đã không có đủ thì trong trường hợp bình thường là mỗi ngân hàng họ sẽ tự mượn lẫn nhau giống như là ngân hàng này hôm nay thì dư ra thì cho ngân hàng kia mượn và ngày hôm sau họ sẽ trả lại số tiền đó với lại một uh, một cái phần gọi là tiền lời qua đêm thì trong cái tình hình mà không có ngân hàng nào có tiền thì các bạn thấy được là fed phải nhúng tay vào và cho những ngân hàng mượn tiền để họ có đủ cái số tiền tối thiểu để cho ngân hàng tiếp tục hoạt động thì đó là điều mà Fed đã bắt đầu làm các bạn cũng nên nhớ là khoảng chừng cuối năm 2019 họ đã nhúng tay vào để mà cho ngân hàng mượn trực tiếp để ngân hàng có thể tiếp tục hoạt động thì cho tới thời điểm này có nghĩa là cho tới cái thời điểm là ngày 1 tây tháng 7 thì cái số tiền mà Fed cho những ngân hàng mượn qua đêm số tiền đó đã trở lại con số 0 đây cũng là một cái dấu hiệu cho thấy được là nền kinh tế đã từ từ hồi phục lại cho nên Fed không cần phải nhúng tay vào để mà tự cho mượn đương nhiên một điều mà Fed không có giảm đi đó chính là mua trực tiếp công trái phiếu của Hoa Kỳ và cái số lượng mà họ mua tuần vừa rồi là 18 tỷ đô la có nghĩa là cái số lượng công trái phiếu mà Fed đang lưu trữ là 4,23 nghìn tỷ cái cái phần đó đã tăng lên nhưng mà cái phần mà phép cho những công ty mượn trực tiếp có nghĩa là mua trái phiếu như công ty đã giảm xuống nhưng mà nào mà không rành thì khi mà chúng ta nói tới công trái phiếu đó chính là cái trái phiếu được bán bởi chính phủ của hoa kỳ khi mà chính phủ hoa kỳ không có tiền thì họ sẽ bán công trái phiếu và trong trường hợp bình thường thì công trái phiếu đó sẽ được mua bởi những cái ngân hàng những nhà đầu tư À, tại vì họ nghĩ là công trái phiếu của Hoa Kỳ thì rất là an toàn Tại vì khi mà mua thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ đảm bảo trả tiền lời bằng cách là thu thuế lại từ người dân Nhưng mà trong cái tình hình mà không ai có tiền thì Fed phải nhúng tay vào để mà mua lại công trái phiếu đó In tiền và đưa cho chính phủ, đó chính là cách mà chính phủ Hoa Kỳ hoạt động Thì việc mà mua công trái phiếu vẫn tiếp tục xảy ra Nhưng mà những công ty tư nhân bây giờ thì không có cần cái sự bơm tiền mạnh như là trước đây nữa Và tóm lại thì bài viết này của CoinDesk cho là đây là cái dấu hiệu rất là tốt cho thấy được là trong thời gian tới đây chúng ta có thể thấy được cái sự tăng trưởng của chứng khoán và nếu như mà các bạn tin là cái sự tương quan giữa Bitcoin và chứng khoán là rất là mật thiết thì trong thời gian ngắn tới đây nếu chứng khoán tăng thì BTC cũng sẽ tăng theo và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và những bạn nào mà muốn theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này Các bạn sẽ tìm thấy những cái link chính thức như là Facebook, Telegram và Twitter hay là các bạn là một trader mà muốn tìm hiểu những cái sàn giao dịch crypto thì trước khi mà các bạn đăng ký một sàn nào thì các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Capital như là ưu đãi của sàn Margin FX hay là sàn Margin Bybit hay là sàn Binance và sàn Coinbase và có một cái thông báo tôi muốn đem đến cho các bạn đó chính là cái thông báo liên quan tới sàn Bybit và sàn Bybit là sắp sửa tổ chức một cái cuộc competition một cuộc thi đấu cho những trader các bạn chỉ cần có trong chương mục là 0.005 BTC các bạn có thể đăng ký bằng cách ta bấm vào cái link Thường đã đăng một cái bài viết chi tiết hơn ở trên Facebook ở trên Twitter và trên Telegram các bạn có thể bấm vào cái link của Facebook Twitter và Telegram để mà tìm hiểu về những cái chi tiết liên quan đến cuộc thi đấu này và thường chúc các bạn những bạn nào mà tham gia vào thi đấu có được nhiều may mắn tạm biệt các bạn